Nhiều địa phương đang vào vụ thu hoạch sầu riêng. Ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt khiến cây sầu riêng bị sốc nhiệt, trái non rụng nhiều, nên vụ sầu riêng năm nay năng suất giảm mạnh. Dù vậy, nhờ giá bán cao hơn mọi năm nên người trồng vẫn đạt lợi nhuận tốt. Vườn sầu riêng 3,5 hectare của gia đình ông Nguyễn Hữu Bê ở thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đang cho thu hoạch. Nếu như năm ngoái gia đình ông thu được 50 tấn trái, thì năm nay chỉ khoảng 25 tấn. Năng suất sầu riêng giảm một nửa, nhưng nhờ giá bán dao động từ 50 đến 70 ngàn đồng một ký tùy loại, cao hơn từ 5 ngàn đến 10 ngàn đồng một ký so với cùng kỳ năm trước, nên ông vẫn có lãi gần 1 tỷ đồng. Năm nay sầu riêng thì có mất mùa, nhưng mà giá cả thì nó cũng vẫn hơn năm rồi một chút, do thời tiết thì nó tưới phân thuốc nó nhiều hơn. Còn tại vùng trồng sầu riêng ở xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, nơi đây hiện có 41 hectare sầu riêng đang cho thu hoạch, với dự kiến sản lượng gần 700 tấn, giảm khoảng 10% so với những năm trước. Nhờ áp dụng trồng theo hướng Việt Gáp, xây dựng sản phẩm ô cốp và mã số vùng trồng, nên giá sầu riêng ở đây luôn ổn định ở mức cao. Có thời điểm lên đến 70.000 đồng đến 80.000 đồng một ký, giúp nông dân thu lợi nhuận từ 400 đến 500 triệu đồng một hectare. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 1.400 hectare sầu riêng, chủ yếu là giống ri sáo và mong thon Thái Lan. Năm nay, bình quân 1 hectare cho sản lượng khoảng 8 đến 10 tấn trái, giảm từ 10 đến 20% so với năm ngoái. Sản lượng sầu riêng toàn tỉnh ước chỉ khoảng 5.000 tấn trái.